Kính thưa đồng bào quý mến, đây là anh hùng chiến sĩ Trận Vong đã hiện ra tại nơi đây. Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đồng bào cần vào trang website của chúng ta để xem xét, học hỏi về những phép lạ này. Lý do tại sao những anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra tại nơi đây để cảnh báo nhân loại nói chung và đương nhiên để cảnh báo cho người Việt Nam chúng ta nói riêng. Đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta gấp faceguardgsky.com và đồng thời vào YouTube Chiến sĩ Trận Vong kêu gọi để mau mắn xem xét, học hỏi và đồng thời lập công chuộc tội gấp khi mà chúng ta còn có cơ hội. Đây là cơ hội cuối cùng để cho nhân loại ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Nhớ vào trang website học hỏi về 12 phép lạ đã hiện ra tại nền trời thuộc thành phố Westminster, cảnh báo cho nhân loại được biết cơ trời đang chuyển, tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và đó là lý do tại sao Thượng Đế Toàn Năng đã cho 12 phép lạ vĩ đại hiện ra trên nền trời thuộc thành phố Westminster, California 92683. Và đặc biệt hình ảnh đặc biệt này đã hiện ra tại nơi đây, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683.